gái tốt, ta mang em gái ngươi tới tận đây, ngươi bị đuổi theo ta. Ta lại nhớ bóng dáng ta năm xưa, ta cũng đã từng mất một người em gái, đi tìm khắp nơi. Ta không hiểu nỗi lòng của người làm anh làm chị. Giờ ta sẽ giả em gái cho nhà ngươi. Này, đây là đâu? Kiếm tiền gì chỗ này? Ừ nhở, lời hoang vu như thế này á, thì lấy lá để tiêu mà nhở. Ôi, đứa nào vứt tao xuống dưới này đây? Con lợn này, mày đẹp thế này, này chết tao à? Đây là đâu anh nhở? Rõ ràng ông kia bảo đến đây để kiếm tiền, mà kiếm tiền gì cái chỗ này? Hả? Ô, cô bé cũng lận đận đến đây để kiếm tiền à? Nope. Này, con bé này, mày bị điếc à? Không nghe bạn tao hỏi à? À, con danh con này, mày thái độ à? Mày định ngầu với ai? Ôi, đừng có cãi nhau nữa. Lo mà kiếm trò chơi ở đâu đi mà chơi, để còn nhận tiền nữa chứ. Chào mừng các con chuột bạch đã đến với trò chơi con mực. Trò chơi con mực. Trong vòng 5 phút chạy về đích thật nhanh thì sẽ giữ lại được mạng chuột của các ngươi. Các ngươi đã nghe rõ chưa? Ở đây là phần thưởng dành cho người chiến thắng. Hả? Tưởng gì, trò này chưa tạo được giải áo làng cơ mà. Trước á, là mình như thằng hung béo thôi. Còn bây giờ, nhiều tiền thế này, phải thắng. Ui thôi, trò này mình chưa chơi bao giờ. Hỏng rồi. Trò chơi, bắt đầu. Cứu em. Mùi này rồi. Ai bảo cái tội mày không đỡ tao? Mày cứ tận hưởng cái mùi này đi. Nope. Long ơi, Long, lẽ mày đánh trượt con rồi nó chui vào mũi tao hay sao ấy? Không là không có tiền đâu. Chuẩn bị có thằng bị loại rồi. Đừng, cố lên, nhẹ một tí đó thôi. Ngã đi còn chờ gì nữa. Long ơi, bây giờ ta bị con mốc bầy lò phát hiện rồi. Thôi, ta chuồn đây. Thí sinh đã bị loạn. Chưa thua mà đã dính đạn rồi. Chương trình này chứ đẻo thật đấy. Con bé này dám dẫn trước mình à? Chờ đấy. Cái ông này có ý đồ hãm hại mình đấy mà. Con danh con này, để xem mày còn dẫn trước tao được không. Con danh con này mày nhớ một đời. Ui, con bé này vì tiền mà chơi xấu thế. Thật không ngờ, sắp hết thời gian rồi, mình phải liều thôi.
Thôi, sắp thành công rồi. Không được, Tiên Kiều sắp về đích rồi. Phải cứu được em gái. Cứu em gái à? Không bảo đi tiền thì có. Thằng Long Béo này, nó thách mày về đích rồi đấy. Thí sinh đã bị loạn. Yes, thắng rồi. Chúc mừng hai người đã thắng trong vòng thi này. Và đây là phần thưởng của các người. Ta sẽ chờ các người trong vòng thi tiếp theo. Em về tôi, em của tôi đâu?